tuổi thân sinh các năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Người tuổi thân thông minh, học hỏi mọi thứ nhanh chóng và khiến người xung quanh bất ngờ. Sức hút mạnh mẽ giúp họ nhận được sự ủng hộ, yêu mến nhiệt tình từ tập thể. Họ thích lối sống văn minh, hiện đại và thích tiền. Thông minh, hiếu động, nghịch ngợm, tuổi thân hay gây rắc rối, thậm chí khiến người khác tổn thương. Dù mục đích ban đầu của họ tử tế, khả năng ứng biến, thích thử thách tinh thần, năng động thôi thúc tuổi thân luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Họ có khả năng sáng tạo cao và không ngừng nỗ lực thành công. Tuy nhiên, tuổi này gặp vấn đề với việc tiếp nhận lời chỉ trích. Họ không giỏi đón nhận những trách móc mà có xu hướng phản ứng thái quá lại với những điều đó. Vào Nhâm Dần, tuổi thân đối mặt với một năm xung khắc thái tuế, báo hiệu thay đổi. Đây sẽ là bài kiểm tra khả năng thích ứng linh hoạt của thân trước những biến chuyển trong cuộc sống. Tuy nhiên, đồng tiền còn có hai mặt, do đó vận trình của bạn dù không ổn định thì cũng không phải hoàn toàn là ngõ cụt. Nên chủ động tìm kiếm sự thay đổi để hóa giải sự không may mắn. Phong thủy tuổi thân và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 4/5, sức khỏe 3/5, sự nghiệp 3/5, tình yêu 3/5, con số may mắn 5, 6, 7, 8, màu may mắn vàng, nâu, trắng, bạc, tháng thuận lợi. Tháng 7, 8, 10 âm lịch, tài lộc tài chính của tuổi thân năm nay có biến động. Năm thái tuế tác động cộng ảnh hưởng của các hung tinh có thể khiến con đường làm giàu của bạn không suôn sẻ. Điều đặc biệt, khỉ có thể kiếm tiền ở những miền đất mới, những địa hạt mới. Nếu bạn muốn mở rộng lĩnh vực và phạm vi kinh doanh, đây là năm thích hợp để tìm hiểu và khởi nghiệp hay thay đổi công việc. Sao Gia Ha, ngôi sao của tổn thất mất mát tiền bạc có thể chiếu đến bạn trong năm này. Vì thế cần hết sức thận trọng khi chi tiêu. Nữ tuổi thân nên đeo vòng tay đá tỳ hưu vàng giúp mang lại phong thủy tốt, tài lộc dồi dào. Trong khi nam đeo vòng tay tỳ hưu hoặc để mặt dây chuyền tỳ hưu trong xe hơi. Người làm công sở, công việc ổn định có thể được chiếu sáng bởi ngôi sao thành tựu Lo Sun, dự báo được thăng chức, tăng lương. Ngôi sao Ima mang lại cho bạn cảm xúc tích cực, giúp bạn nắm bắt lấy cơ hội tốt có lợi cho sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân năm nay. Người độc thân may mắn đường tình duyên. Trong môi trường công việc có thể họ sẽ gặp được người ưng ý và phát triển mối quan hệ. Người đang có mối quan hệ yêu đương ổn định có thể nhờ những cảm xúc tốt đẹp của tình yêu hỗ trợ, giúp vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của thái tuế. Nên tính đến lập gia đình, bởi bạn có nguy cơ chia tay nếu không kết hôn. Với người đã kết hôn, đây là năm nhiều thử thách. Tác động của ngôi sao Thiên chia gây ra sự chia cách tan rã, khiến tuổi thân gặp khủng hoảng. Bạn nên đeo vòng thạch anh tím với dấu hiệu tuổi thân để thu hút tình duyên tốt đẹp và giải quyết khủng hoảng hôn nhân. Sức khỏe: ảnh hưởng của sao thái tuế và các hung tinh chiếu mệnh khiến tuổi thân năm nay gặp khó khăn về sức khỏe. Bạn thậm chí dễ bị tai nạn, cần cẩn thận hết sức khi lái xe. Bất hòa trong các mối quan hệ cá nhân khiến bạn hay nghĩ ngợi, căng thẳng vì những chuyện vụn vặt. Tâm lý tuổi thân năm nay không tốt, dễ mất ngủ, mệt mỏi. May mắn thay, sao Thiên chia giúp giải quyết khủng hoảng, xoa dịu tinh thần. Bạn nên đeo đồ phong thủy tốt lành như vòng tay mã não xanh, giúp cải thiện vận may sức khỏe. Tử vi các tuổi thân năm Nhâm Dần Giáp Thân 2004, một năm nhiều cơ hội trong học hành, sự nghiệp của tuổi thân. Cuộc sống gia đình tích cực, hài hòa. Bính Thân 1956, 2016, việc dành thời gian cho gia đình trở nên quan trọng hơn so với công việc. Nên chi tiêu tiết kiệm, nếu không bạn sẽ gặp khó khăn lớn. Mậu Thân 1968, bạn hào hứng tham gia các hoạt động xã hội, gia đình, những rắc rối về tiền bạc đều được dàn xếp ổn thỏa, giúp bạn có được sự thoải mái, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Canh Thân 1980, Canh Thân có một năm thành công, đạt được điều mình mong muốn.
bạn được tin tưởng nhiều hơn từ người thân trong gia đình lẫn xã hội và đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Nhâm Thân 1992 nên tập trung nhiều hơn vào gia đình thay vì bận tâm các hoạt động xã hội. Bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả để có được số tiền đủ trang trải cuộc sống. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.